Rồi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Thì cái video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cách tạo ra một chiếc USB boot đa năng với một cú click chuột của ADV boot nha. Thì trước đây mình có sử dụng cái ADV boot này từ năm 2019, mình có tạo một cái USB thì mình sử dụng mãi tới đến bây giờ luôn, thì mình thấy nó khá là ok. Thì hôm nay mình sẽ tải một cái phiên bản mới hơn của cái bản mình đã làm cái USB boot đó. Thì sẵn đây mình quay video lại cho mọi người xem luôn nha. Thì như mọi người đã biết thì ADV Boot là một công cụ cứu hộ máy tính chuyên nghiệp. Thì mình có thể dùng nó để mình sửa lỗi cho máy tính và khôi phục dữ liệu. Và còn rất là nhiều ứng dụng khác trong cái ADV Boot này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tạo cái ADV Boot này nha. Thì để trước khi mà tạo cái USB Boot này thì mọi người cần chuẩn bị cho mình một chiếc USB tối thiểu là 4GB nha, và một cái sụt của ADV Boot. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tải cái sụt này nha. Thì như mình đã nói lúc nãy, thì để tạo được cái USB Boot với một cú click chuột này bằng ADV Boot thì mọi người cần chuẩn bị cho mình một cái USB tối thiểu là 4GB và một cái file ADV Boot như trên màn hình của mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tải cái ADV Boot này nha. Mọi người vào trình duyệt cho mình. Mọi người sẽ vào, mọi người gõ là tải ADV Boot nha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người tải trên cái trang chủ của ADV Boot luôn. Đây mọi người sẽ kéo xuống dưới thì sẽ có một cái bảng free này. Bao nhiêu cái free này là mình nghĩ là mình dùng đủ rồi. Đây sẽ có liên tải của ADV Boot này. Mình sẽ tải cái link của Google Drive nha. Đây, trong này thì nó sẽ chứa cái link của ADV Boot nha. Thì mọi người bấm chọn vào mọi người tải thôi. Đây, mọi người bấm chọn tải xuống nha. Mình đã tải rồi nên mình không tải. Thì sau khi đã tải xong thì mình sẽ bắt đầu mình giải nén cái này ra. Mật khẩu nếu có thì như lúc nãy mình thấy là ADVBoot.com thì phải. Rồi đúng rồi, mật khẩu nó là ADVBoot.com nha mọi người. Thì lúc nãy mình có dùng server thì cái file này khoảng tầm là 2GB mấy đó. Thì mình tải hay là mình giải nén thì nó cũng rất là nhanh thôi. Thì trong thời gian chờ nó giải nén thì mình sẽ cắm cái USB của mình vào máy nha. Rồi như vậy thì nó đã giải nén xong và mình cũng đã cắm cái USB của mình vào máy rồi. Đây, ví dụ mà USB của mình là 64GB nha. Thì hồi trước mình có tạo cái USB boot đa năng nguyên to để cài được nhiều bản Win đó. Thì mọi người muốn tạo một cái USB boot đa năng mà có thể cài được nhiều bản Win đó và có thể chứa được nhiều cái bộ công cụ cứu hộ máy tính đó, thì mọi người có thể xem cái video ở đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái USB boot cho người xem. Rồi nó giải nén là nó chạy ra mất tiêu rồi. Oh my god. Mình sẽ kéo nó ra đây. Trong này nó sẽ có gì? Rồi, đây là toàn bộ nội dung ở bên trong cái file ADV Boot mình vừa tải về. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ sẽ là mình sẽ cho nó chạy cái file One Click USB HDD ADV Boot này nè. Mình sẽ cho nó chạy với cái quyền là admin nha mọi người. Ở cái màn hình đầu tiên thì mình sẽ lựa chọn ngôn ngữ. Mình sẽ bấm là số 1 để mình chọn lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nha. Sau đó mình enter. Ở cái màn hình này thì mọi người có thể đọc sơ qua một tí. Rồi cái số thứ tự của các cái ổ cứng ở trong ổ cứng và USB trong cái máy của mình, mặc định là cái ổ thứ nhất sẽ là một cái ổ cứng mình có chứa dữ liệu. Ổ thứ hai là cái ổ mình chứa hệ điều hành, và cái số thứ tự là ổ thứ ba, nhưng mà cái số thứ tự nó là số 2 á, đó là cái USB của mình nha. Mình nhớ lựa chọn đúng cái USB mình nha. Nếu chọn lầm cái ổ mình chứa dữ liệu hoặc cái ổ cài Win thì nó sẽ mất dữ liệu, rất là nguy hiểm nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhập số thứ tự của mình là số 2 nha. Thì USB mình đang số thứ tự là số 2, mình sẽ nhập số 2. Thì hiện tại mình đang cần tạo một cái USB, thì mình sẽ tạo một cái, mình sẽ chọn vào số 2 để tạo một cái USB boot nha. Mình số 2, mình sẽ enter. Rồi ở cái bảng tiếp theo này, ở cái màn hình tiếp theo này, nếu bạn chọn Z, USB chỉ chia làm hai phân vùng, định dạng là FAT32 và một phân vùng là USB data với định dạng là NTFS.
Rồi thì mình sẽ chọn là Z nha, tại mình muốn cái USB mình nó cái dung lượng nó nhiều quá, thì mình sẽ chọn một cái phân vùng boot nó cỡ tầm là 2 GB để mình tạo cái tính năng boot cho cái USB á, và cái ADV boot nó sẽ tích hợp trong đó. Còn cái phân vùng data thì mình dùng để mình chứa các file win, file code và các phần mềm driver. Thì như đây thì mình sẽ chọn Z nha mọi người. Rồi mặc định dung lượng của hát cái phân vùng boot đó, đó là 4,5 GB, 4500 MB. Rồi thì nhập thêm dung lượng phân vùng boot, nếu không bấm enter thì mình sẽ để mặc định luôn, mình sẽ bấm enter, mình không nhập thêm cái dung lượng cho các phân vùng boot. Rồi đây là một cảnh báo nó sẽ xóa dữ liệu, thì mình sẽ chọn Z. Vui lòng chờ trong giây lát. Chờ thôi. Như vậy là cái tiến trình nó đang chạy nha. Mà bây giờ mọi người chỉ việc là chờ đợi thôi. Nếu mà nó thông báo thành công thì mình sẽ test thử cho mọi người xem. Mình sẽ lấy cái USB mình sẽ cắm qua một cái máy khác và mình test cho mọi người xem luôn nha. Thì mình cũng sử dụng cái AnyBook này được một thời gian khá là dài và mình thấy nó rất là hay, cài nó chạy được trên tất cả các máy. Mình thì mình đi cài máy cho khách đó, giờ mình toàn là sử dụng cái AnyBook này thôi, thì mình thấy máy nào đâu đa phần thì các máy nó đều chạy được hết. Một điều đặc biệt là nó chạy được cả trên hai chuẩn là UEFI và Legacy luôn nha mọi người, rất là tiện ích nha. Thì cái bản AnyBook trước thì nó chỉ chạy trên Win 10 BE, thì cái bản này thì như đã cập nhật lên là Win 11 BE luôn rồi. Thì như vậy thì cái tiến trình mà chạy để nó tạo cái USB boot của AnyBook đã thành công. Thì bây giờ mình sẽ cần kiểm tra thử nó đã tạo cái phân vùng data cho mình chưa nha. Mọi người vào My Computer này, người xem thử là nó đã tạo cái phân vùng USB data chưa. Đây, như của mình thì nó đã tạo cái phân vùng USB data này, còn khoảng là 54 GB. Thì lúc nãy là nó đã sử dụng cái phân vùng boot khoảng tầm 40 chữ. Thì giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn và mình sẽ nhấn một cái phím bất kỳ để mình thoát nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử luôn. Thì trong cái file lúc nãy mình tải về á, nó có một cái tool mình để mình chạy thử cái trong này có rất nhiều tool luôn nha. Thì bên AnyBook có tích hợp trong này rất là nhiều tool luôn, như là Ventoy này, Rufus này, thì mình sẽ chạy cái Remove Motor này để mình kiểm tra thử cái USB của mình nha. Thì cũng giống như trước, thì mình sẽ chọn cái mình sẽ chọn đúng cái USB của mình đã tạo boot nha. Rồi mình sẽ cho nó chạy cái chuẩn là Legacy BIOS trước đi. Mình sẽ bấm lên. Rồi, đây sẽ là cái giao diện của AnyBook nha mọi người. Rồi mình sẽ tiến hành mình vào WinBE thử. Ở Win11BE64 và Win10BE32. Thì mình sẽ cho nó vào Win11BE64 luôn. Nếu mà trong này nó vào được cái màn hình desktop thì mình sẽ khỏi sử dụng cái laptop của mình. À, mình tính lấy cái laptop của mình mà mình cắm cái USB và mình test cho mọi người xem. Rồi thôi, để mình lấy cái laptop mình cắm cái USB mình vừa tạo, mình test thử cho mọi người xem luôn nha. À, mình sẽ tắt nó đi. À, bây giờ mình sẽ rút USB ra và mình sẽ sử dụng cái laptop của mình để mình test thử cho mọi người xem. Rồi thì đây là hai chiếc USB boot của mình. Thì chiếc này là mình vừa mới tạo cái tính năng AnyBook phiên bản mới nhất cho nó nha. Còn cái này thì nó phiên bản cũng là AnyBook nhưng mà nó cũ hơn. Mình có đánh dấu nó nè. Mình sẽ móc hai cái này vào chìa khóa nè. Giờ đi đâu mình cũng mang nó theo. Lúc nào cần thì mình sẽ lấy ra mình sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào cái USB mình mới tạo boot này. Mình sẽ cắm vào laptop này. Rồi mình sẽ test luôn tính năng boot của nó cho mọi người xem nha. Rồi, mình sẽ bật máy. Thì con này con Lenovo, mình sẽ nhấn F12 liên tục để mình vào cái menu của nó nha. Rồi như vậy thì nó đã vào cái menu rồi. Bây giờ mình sẽ cần phải chọn cái đây đây, cái USB HDD này.
Đây là cái tên của cái USB của mình nha. Mình sẽ enter. Đây, anh đi VBook 2024 nha mọi người. Mình lấy cho nó cái đẹp. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào cái WinBE. Đây, mình sẽ chọn Win 11. Mình sẽ chọn là Win 11 BE 64 bit nha. Để mình xem cái con laptop này nó có boot được cái chuẩn UEFI không. Thì mình sẽ mình boot cho mọi người xem cái chuẩn UEFI luôn nha. Hiện tại nó đang boot cái chuẩn là Legacy rồi. Cái mặt định nó là Legacy rồi, nó đang boot Legacy rồi. Thì mọi người xem video thì cho mình xin một đăng ký kênh nha. Nhờ một lượt like và để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Rồi nó đang vào cái 11 BE nha. Rồi, đây là giao diện của Win 11 BE của cái anh Facebook phiên bản mới nhất nha, bản 2024 của anh Facebook nha. Trong này thì có rất nhiều là nhiều tiện ích, thì mọi người có thể khám phá từ từ sau nha. Kiểm tra ổ cứng nè, chia ổ cứng rồi thứ rất là nhiều, tại không hết luôn. Mình thì hay xài cái hard disk disk này để mình kiểm tra ổ cứng, với mình xài cái partition sinh gia này để mình có chia ổ cứng thôi. Thì do là cái laptop của mình nó không có chạy được cái chuẩn là UEFI nên mình sẽ chuyển qua cái bộ PC này của mình để mình test cái chuẩn UEFI cho mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm cái USB vào mình test cho mọi người xem. Thì đầu tiên mình cần phải chỉnh cho cái bộ PC này của mình nó chuyển qua nó boot bên chế độ là UEFI. Trong cái menu boot thì mình cũng sẽ đưa cái USB mình lên đầu tiên để cho nó tự động nó boot luôn. Mình không cần phải nhấn F này F kia. Rồi sau đó mình sẽ save nó lại và mình sẽ reboot nó lại nha. Thì để mà chuyển cái chế độ boot á, thì một cái phần tab boot này nè, thì mọi người sẽ chỉnh được cái boot là UEFI và Legacy. Đồng thời thì cũng chỉnh được tất cả các thứ tự boot của các USB cũng như là thứ tự boot của USB và ổ cứng. Rồi sau đó mọi người sẽ save nó lại. Bây giờ thì mình sẽ khởi động lại máy. Thì như hiện tại thì nó đang boot vào cái chế độ là UEFI luôn nha. Rồi, thì nó đã boot vào cái Win 11 BE. Thì cái giao diện nó vẫn giống như cái Win 11 BE bên Legacy. Rồi như vậy là chúng ta đã cùng nhau tạo ra cái USB boot, UNDP boot. Mình đã test nó trên cả hai chuẩn là UEFI và Legacy. Thì cái video mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người xem video thì cho mình xin một đăng ký kênh, một lượt like và để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video.